Xin chào quý vị các bạn. Đây là phố thời trang Nguyễn Trãi quận 5. Nó bắt đầu từ đường ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ cho tới ngã tư đường Trần Phú quận 5. Cái chiều dài của nó khoảng chừng chưa đầy 2 cây số. Nhưng ở đây đã tập trung một số lượng shop bán hàng khoảng chừng 200 shop quý vị các bạn. Thì khi mà những người buôn bán ở đây tập trung về đây buôn bán thì được Ủy ban Nhân dân quận 5 thành lập cái đây gọi là phố thời trang Nguyễn Trãi quận 5. Thì ở đây là tập trung các cửa hàng buôn bán, đây là nón rồi giày dép, túi sách, quần áo, tất cả các loại về thời trang phục vụ cho nhân dân của thành phố. Vì đây là tập trung, nơi đây tập trung cái lượng bán hàng, đây là cái mức giá của đây là cũng rất là rẻ, không có đắt lắm, từ trung bình trở xuống thôi chứ không có cao lắm đâu, tại nó phù hợp với những người lao động của dân thành phố rất là nhiều. Thì quý vị biết đó, đây là cái thời gian này á, vì cái kinh tế suy thoái, người dân ở các tỉnh, nhất là những người lao động dịch vụ, những cái tuổi thanh niên, tuổi teen thì người ta thất nghiệp, bây giờ người ta về quê rất là nhiều ha. Thì người ta về quê rất là nhiều nên ở đây là rất là vắng, với hai nữa là do cái kinh tế nó suy thoái thì người dân thành phố này bây giờ cũng thắt chặt chi tiêu, không dám chi tiêu nhiều, cái gì phù hợp với cần thì mới chi tiêu thôi, chứ còn bây giờ không ai có bung tiền ra để mà mua sắm những cái này cái kia nữa. Bây giờ rất là tiết kiệm ha, rất là tiết kiệm, cho nên là quý vị thì nhìn thấy không, hai bên đường rất là vắng, những cái shop hàng đây chủ yếu là thấy người bảo vệ rồi nhân viên ngồi để mà chờ khách thôi, chứ còn không có thấy khách. Người bán thậm chí còn nhiều hơn là người mua, tại vì đây quý vị thấy cái đường bây giờ là chiều tối thứ bảy khoảng 7:30 đây. Tối thứ bảy mà nó như thế này thì quý vị biết là tưởng tượng là cái Sài Gòn bây giờ nó như thế nào, nó kinh tế suy thoái như thế nào. Trước kia quý vị đi ở đây thì quý vị không bao giờ mà tưởng tượng nổi đâu, đi nó dễ như thế này đâu, đi rất là khó, rất là kẹt xe quý vị, chứ không phải nó dễ dàng như thế này đâu. Đây là chỗ ngã tư Trần Đình Trọng ha quý vị các bạn. Thì ở đây ấy, những cái shop quần áo ở đây á, người ta bây giờ cái mức giá thuê ở đây thì nó tùy từng cái mặt bằng, có mười mấy triệu, 20 triệu, có người thì 30 triệu, nó tùy cái diện tích ha. Thì đây cái mức giá cũng rẻ chứ không phù hợp với người buôn bán ở đây, người ta có khả năng người ta trang trải được. Nhưng tới cái thời điểm này người ta chỉ cầu mong để mà hòa vốn thôi, chứ không bao giờ mà có đời hư dư để mà cho sau mai mốt là người ta mở rộng thêm ha, bây giờ không có đâu. Và ở đây cũng rất có nhiều những cái shop, những cái thương hiệu lớn người ta dời vào đây, người ta thuê mặt bằng vì đây nó giá rẻ hơn ở trung tâm ha. Ở trung tâm người ta trả mặt bằng rất là nhiều, người ta dời về các vùng ven này vì đây tập trung những thanh niên, những cái bạn tuổi trẻ, người ta thích thời trang, những nhất là những chị em phụ nữ người ta thích thời trang ra đây mua sắm rất là nhiều. Ở đây người ta tiện để quảng bá cái sản phẩm của người ta tập trung vào đây ha. Đó quý vị thấy không, hoàn toàn là thấy người dân là bán chứ còn không có thấy người mua. Ở cái phố thời trang này được cái là người ta cho bán ở ngoài lề đường nữa quý vị các bạn, cho nên người ta tập trung người ta bán lề đường rất là nhiều ha. Và ở đây thì cái mẫu mã thì hàng của Trung Quốc cũng có, hàng của Việt Nam mình may cũng có, cho nên là nó rất là đa dạng, rất là lựa chọn cái phù hợp với người ta thoải mái, người ta lựa chọn ở đây, người ta với cái giá cả như thế này thì người ta rất là tự do ha, đi mua bán đây thoải mái, và đường xá nó thuận tiện, nó đi lại nó dễ dàng hơn là đi vào chợ. Thì mấy cái năm nay từ dịch tới giờ nữa, nó ảnh hưởng tới từ dịch Covid tới bây giờ, thì những người kinh doanh này, người ta có nhiều người ta về, người ta tổ chức, người ta kinh doanh online ngay tại nhà luôn đó quý vị các bạn. Thì bây giờ cũng rất là thuận tiện, giao hàng hay là đóng hàng hay là gì, người ta rất là thuận tiện ha.
người ta muốn uy tín thì bây giờ những cái shop lớn, những cái cửa hàng lớn đó, người ta cho đổi cho trả, rồi không được thì ta hoàn lại. Chứ không bây giờ online, kinh doanh online trên mạng mà bây giờ mà không có uy tín thì người ta cũng rời bỏ. Cho nên là người ta về, người ta kinh doanh rất là nhiều. Người ta mở trên Shopee rồi người ta like trực tiếp trên Facebook ấy. Facebook của quý vị bây giờ đang phổ biến rất là nhiều. Cho nên là các cửa hàng ở đây bây giờ ế rất là nhiều ha quý vị các bạn. Chỉ có những người rảnh thích đi dạo phố mua sắm trực tiếp ấy, thì thích. Nhưng mà theo tôi ấy, đó là online là thuận tiện thôi. Còn nếu mà quý vị có thời gian á, ở thành phố này á, mà muốn có thời gian mà đi dạo, mà đi mua trực tiếp để cái quần áo mình thích á, thì hãy đi, chịu khó đi ra những cái cửa hàng cái này mua, rất là phù hợp và với quý vị và các bạn. Quý vị các bạn ưng, các bạn mua về mừng thì mua, thích. Chứ online nhiều cái tôi thấy vậy, chứ gia đình tôi mua online nhiều cái không bao giờ ưng ý đâu. Hầu như là 10 lần mua online thì mất 8 lần không ưng ý rồi. Chỉ có 2 lần ưng ý thôi. Chứ tôi, vợ tôi mua là chưa bao giờ tôi mua cái đồ online của tôi là tôi ưng ý hết. Hoàn toàn tôi đi tôi lựa hết đó quý vị các bạn. Cho nên là quý vị các bạn hãy suy nghĩ cho nó kỹ mua online ha. Có nhiều cái nhiều người bảo uy tín, với tôi thì chưa bao giờ tôi thấy là uy tín ấy. Với phù hợp của tôi cứ đi ra ngoài chợ tôi mua không à. Đó là cái lựa chọn của tôi là duy nhất. Đấy quý vị thấy không, hai bên hai quần áo, bên quần áo này nó răng ra cả ngoài lề đường luôn, giáp lề đường mà quý thấy nó vắng cực kỳ luôn. Chưa bao giờ mà tôi thấy cái cảnh tượng ở cái đường, cái phố thời trang này nó như thế này đâu. Và cũng ở đây quý vị thấy nhá, có một số shop mà đóng cửa rồi ha. Nhất là cái shop sóng nhạc ngày xưa, quý vị ở đây biết rồi đấy. Sóng nhạc ngày xưa ở đây người ta bán rất là tốt, cái cửa hàng người ta rất là lớn. Nhưng mà bây giờ tôi thấy, quan sát tôi không thấy nữa, tôi không thấy cái shop sóng nhạc đâu nữa đâu quý vị các bạn. Đây là cái thực tế ha, thực tế là tôi đi cập nhật để cho quý vị biết về cái tình hình Sài Gòn như thế nào hiện tại. Và có nhiều người cứ nghĩ Sài Gòn, tụi tôi ở đây tụi tôi quay video người ta tôi nói xạo. Ở đây thì thực tế là đó quý vị đấy, tôi đi thực tế để cho quý vị các bạn biết. Quý vị đừng có nói tụi tôi là nói xạo Sài Gòn này như kia, các ông nói xạo. Các ông cứ tô vẽ bảo là suy thoái quá, nhưng mà thực tế là bây giờ Sài Gòn nó suy thoái thật. Bây giờ kinh tế ai cũng bóp, công nhân thất nghiệp rất là nhiều. Quý vị biết là bây giờ ở cái thành phố này bây giờ đang 82.000 công nhân bây giờ bị sa thải đây đấy quý vị các bạn. Các công ty, các nhà máy, chưa kể tới Bình Dương đó quý vị các bạn. Thì quý vị các bạn biết là bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người sẽ phải về quê, bao nhiêu người sẽ phải đi bán vé số, bao nhiêu người sẽ phải đi lượm ve chai hoặc là giúp việc nhà, nó rất là khổ. Quý vị các bạn đã sống ở thành phố này mới biết là cái nỗi khổ. Nếu mà thực tế mà không có tiền là không bao giờ mà sống được. Bây giờ những người công nhân ở quê người ta về rất là nhiều ha, người ta về cuốn gói rất là nhiều về. Vậy bây giờ là ở đây là không chịu nổi, thấy cái tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn. Đi ra ở Sài Gòn này, đi ra ngoài đường là tốn tiền. Bây giờ quý vị cứ ở đây một ngày, bây giờ quý vị cứ tiết kiệm lắm thì cũng phải chi tiêu ăn uống giờ cũng hết cả trăm mấy 200.000 rồi. Đó là tiết kiệm nữa. Cho tất cả rồi, thuê nhà vừa ăn uống, đó là ăn những cái mua những đồ ăn rẻ thôi. Không dám chi tiêu phung phí đâu. Thì quý vị cứ tính nhầm một tháng là quý vị hết bao nhiêu tiền. Đó, cho nên là tôi chỉ nói vậy thôi quý vị. Mà cập nhật cái tình hình của Sài Gòn bây giờ nó vậy ha, thực tế nó vậy ha. Thôi, từ video tới đây thì tôi cũng chỉ đi vậy, tôi cập nhật một cái phố thời trang của cái trái của năm để cho quý vị các bạn biết thực tế về cái Sài Gòn bây giờ nó như vậy. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Và các bạn nhớ, quý vị các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh cho tôi
bằng cách like và share. Các bạn cứ comment cho tôi, có gì tôi trả lời được thì tôi trả lời ngay cho các vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều.